bao nhiêu mới được với bạn bè. Trên thị trường hiện nay thì có khá nhiều loại mẫu mã khác nhau khiến các ông bố bà mẹ phân vân khi lựa chọn. Ngày hôm nay Meta sẽ tư vấn cho các vị phụ huynh có thể chọn cho con em mình một chiếc cặp sách phù hợp nhất nhé. Đối với những trẻ trong độ tuổi đi học thì việc lựa chọn một chiếc cặp hay là ba lô là không thể thiếu. Và một số tiêu chí để lựa chọn ba lô như là chất liệu vải, vải chống thấm thì đều được ưa chuộng hơn so với các loại vải thông thường. Về kiểu dáng thì có khá nhiều loại kiểu dáng ba lô như là ba lô đeo vai, ba lô chống mù hay là ba lô kéo. Và hiện tại ở Meta thì có khá nhiều loại thương hiệu sản phẩm như là Hami hay là Minty và thương hiệu Sandosero đến từ Nhật Bản. Ngày hôm nay Meta sẽ giới thiệu với quý vị một số những mã ba lô như là ba lô C12008, ba lô chống mù lưng Minty BL12042W, ba lô ghi nghiền BL231 và chiếc cặp ba lô chống mù lưng Sandosero đến từ Nhật Bản. Đầu tiên là chiếc cặp sách C12008 được thiết kế hết sức trẻ trung với màu sắc nổi bật, phù hợp với cả bé trai và bé gái. Chất liệu vải PVC có xuất xứ từ Hàn Quốc giúp chống thấm nước tốt, vải lót cũng có khả năng chống nước gấp 2 lần. Các khóa kéo dễ dàng đóng mở. Cặp có quay đeo chắc chắn có thể điều chỉnh được chiều dài phù hợp với các bé. Là các ngăn thoáng rộng rãi. Và hai bên thì có ngăn đựng ô dù hoặc là bình nước cho các bé rất tiện lợi. Để tiện lợi hơn, Thư Phương sẽ giới thiệu đến quý vị chiếc ba lô kéo BL231 được in hình bên niềm độc đáo cho các bé. Ba lô còn được thiết kế cần kéo giống như một chiếc vali thu nhỏ cho các bé kéo đi và không bị nặng trên vai. Khi không muốn sử dụng thì bạn có thể tháo cần kéo ra để trở thành một chiếc ba lô truyền thống. Ba lô được thiết kế với chất liệu vải cao cấp Polyofos được phủ PVC và PU chống thấm nước hiệu quả. Phía bên trong thì có ngăn đựng sách vở rất rộng rãi. Quý vị có biết không, học sinh ở Nhật Bản trong những năm đầu đi học được khuyến cáo nên sử dụng cặp và ba lô chống bụi lưng để bảo vệ cuộc sống trong độ tuổi trưởng thành. Cặp chống bụi lưng hiện tại đang rất được ưa chuộng. Thu Phương sẽ giới thiệu đến quý vị chiếc cặp chống bụi lưng Sandosero đến từ thương hiệu Nhật Bản với chất liệu da cao cấp chống thấm nước hiệu quả. Và cặp còn được thiết kế quai đeo êm ái có thể điều chỉnh được phù hợp với học sinh từ lớp 1 đến lớp 6. Ngoài ra ba lô còn được áp dụng công nghệ chống mùi chống vi khuẩn hiệu quả. Tuy nhiên đây là sản phẩm cao cấp của Nhật Bản nên có giá thành khá là cao. Chính vì vậy mà thương hiệu Minty đã cho ra một sản phẩm mới áp dụng được công nghệ tiên tiến của Nhật Bản và có giá thành mềm hơn. Đó chính là chiếc ba lô chống mùi lưng Minty BL12042W. Ba lô chống mùi lưng Minty BL12042W được thiết kế in hình công chúa Frozen rất được các bé yêu thích. Chất liệu bên ngoài là chất liệu vải Polyofos được phủ PVC và PU chống thấm nước hiệu quả, bền bỉ, giặt sạch, mau khô và không phai. Ba lô có trọng lượng nhẹ và có khả năng chống bụi lưng cho các bé. Ngoài hai ngăn phụ thì ba lô còn có ngăn chính rất rộng rãi. Vừa rồi Thu Phương đã giới thiệu đến quý vị 4 mã cặp và ba lô C12008, ba lô kéo mi nghiền BL231, ba lô chống bụi Sandosero, ba lô chống bụi lưng Minty BL12042W. Hy vọng với những tư vấn và chia sẻ từ video này thì quý vị có thể lựa chọn cho con em mình một chiếc cặp hay là ba lô phù hợp nhất nhé. Và hiện tại tại meta.vn có rất nhiều mẫu mã và kiểu dáng cho quý vị có thể lựa chọn. Quý vị có thể nhấc máy lên và liên hệ cho chúng tôi theo số tại Hà Nội 024-3785-5633 hoặc tại Thành phố Hồ Chí Minh 028-3830-8569 hoặc có thể truy cập vào website meta.vn để xem chi tiết của sản phẩm và đặt hàng online. Đừng quên like và share video của Meta và đón chờ nhiều video hấp dẫn hơn nữa nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.